Ngã tư Kỳ Đồng với bà Huyền Thanh Quan nha các bạn. Ngay số 24. Số 24 Kỳ Đồng. Các bạn đang thấy đó, có một quán ba lấu rất là nổi tiếng ở khu vực quận 3 thế này, bán trên đề đường trước cổng trường mẫu giáo thôi, nhưng mà rất là được nhiều người yêu thích vì ngon và sạch sẽ. Đây đây đây, đây. Bé ăn đâu ớt không bé? Ly hả? Hai ly mới ly 30 rau để riêng hả? Lấy cái mực gì á, mực đi cho nó gọn hả? Mực đi rồi về đổ ra. Đúng rồi. Ngon nhất quận 3 đang múc bỏ về cho khách đây các bạn. Rồi phá lấu rất là to. Nếu mà ngon nhất thì không ngon nhất thì cũng ngon nhì nha các bạn. Đây là nước chấm đây. Chỉ là một góc nhỏ thôi nhưng mà mới mở ra nhưng mà khách là rất là đông rồi, khoảng gần chục khách rồi các bạn. Khách mới vô, khách đang mang về, khách đang đợi thức ăn và khách đang ăn. Các bạn sẽ thấy có anh chồng đang phụ chừng nữa các bạn. Chị ơi, chị ăn phá lấu của bà chị này lâu chưa ạ? Dạ lâu rồi. Khoảng mấy năm rồi chị? Em ăn được 5 năm rồi. Chị thấy phá lấu ở đây so với phá lấu chỗ khác thế nào ạ? Dạ ngon, đầy đủ hết. Dạ, có rẻ không ạ? Rẻ. Một phần chị mua về là bao nhiêu tiền ạ? Em mua một phần 30 ngàn. 30 ngàn một phần. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Gồm những gì chị ha? Đầy đủ hết nè. Chị có thể kể tên vài cái gia vị ở trong này hoặc là vài cái bộ phận. Ăn lòng lắm, mía, thế phèo có ong rồi, nói chung là những đồ lọc rồi. Dạ. Đây là những bộ phận của con bò đúng không chị ha? Lòng lá mía tổ ong rồi ha. Rồi có thể ăn kèm bánh mì rất là giòn. Chị ơi, ở đây chị bán bao nhiêu năm rồi ạ? 24 năm rồi. 24 năm rồi. Thường thường là chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 2 giờ tới 8 giờ mà hết sớm rồi. 2 giờ chiều tới 8 giờ tối ạ? Khi 5 giờ rưỡi là chị đã hết rồi. À, mỗi ngày chị bán bao nhiêu cân phá lấu nè? Không biết, hết là về thôi. Là một. Là chừng chừng khoảng bao nhiêu? Thì chị bán hết hàng thì chị mới dọn về. Nhưng mà khoảng là bao nhiêu cân ạ? Chung nó có bí mật. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Vì bí mật là chị không có tiết lộ số kg chị bán hàng ngày. Nhưng mà đây rất là đông các bạn nha. Liên
tục sắc nhỏ và đảo. Cái vô đâu vậy, vô đâu để tôi coi với chứ. Đồng quận 3, một con phố rất là giàu có, rất là đông đúc, hơi đắt đỏ nhưng mà có một quán phá lấu rất là nổi tiếng, rất là ngon, dành cho những người yêu thích phá lấu lúc chiều. Quán này bán chỉ có từ 2 giờ chiều cho đến khoảng 5-6 giờ tối, nếu mà trễ nhất là hết hàng là chị dọn về là khoảng trễ nhất là 8 giờ tối nha các bạn. Chị bán vài tiếng đồng hồ thôi và chị bán đã 24 năm rồi, rất là đông khách. Thì bán rất là nhanh. Bánh mì được chuyển tới. Là những người dân tranh thủ đang đi làm hoặc là đi ghé ngang qua chợt nhớ phá lấu á, ngon ở đường Kỳ Đồng đều ghé mua, một là mang về, hai là tranh thủ ngồi ăn các bạn.